Đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó có các huấn luyện viên, vận động viên của quân đội, đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đứng nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games mà không phải là nước chủ nhà. Tại SEA Games năm nay, 61 vận động viên quân đội tham gia thi đấu 21 môn, trong tổng số 37 môn, giành được 45 huy chương các loại. Trong đó có 17 huy chương vàng, tập trung ở 9 môn thế mạnh gồm vật, bơi, lặn, judo, điền kinh, thể dục dụng cụ, karate, boxing, pencak-silat. 10 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục SEA Games đều ở môn lặn. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên quân đội đã đạt được tại SEA Games 32, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị chức năng cần nghiên cứu quy hoạch phát triển thể dục thể thao quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao nói riêng lên tầm cao mới. Trước mắt, tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 năm 2023 tại Trung Quốc, Thế vận hội mùa hè năm 2024 tại Pháp, SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025. Đại hội Thể thao Quân sự Quốc tế của khu vực, thế giới và các giải quốc tế khác nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng thưởng bằng khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32, tặng thưởng cho các vận động viên đạt huy chương và phá vỡ kỷ lục tại SEA Games 32.